Con ngước lên đấy chụp cho anh thấy. Phóng sanh là dễ đâu, phải có tiền mới phóng sanh. Muốn giúp đỡ người ta thì mình cũng phải có tiền mình mới giúp đỡ. Thế nên đó là lý do mà tôi muốn bán một số kênh YouTube của mình để lấy cái tiền đó tiếp tục làm giải cứu thiên nhiên động vật. Nói về YouTube thì tôi có kinh nghiệm làm từ năm 2006 với kênh YouTube 32 triệu sub. Và tôi cũng đã bán cái kênh Rebook Clip đó để kiếm tiền, để mua thú hoang dã, sổ đỏ để giải cứu này kia, để phóng sanh. Nên cái kinh nghiệm của Tuyên đó làm sai cách rất là nhiều. Và đến bây giờ là nhiều năm rồi tôi mới có được cái lía vồ của giải cứu động vật đúng cách. Chứ không phải làm là được. Mình sẽ làm sai rất nhiều để có thể làm được điều đúng đắn. Bán kênh YouTube á, Tuyên sẽ hướng dẫn các bạn định hướng phát triển kênh YouTube, chạy SEO tăng 4.000 giờ cho video clip đạt chuẩn kiếm tiền của YouTube. Tuyên có đủ mọi thủ thuật để làm YouTube. Đó là kinh nghiệm của Tuyên. Tuyên không cần làm giống như YouTuber cầu view, khoe của, làm lên chơi mấy chương trình truyền hình để mình nổi tiếng này kia. Tuyên không cần làm mấy chuyện đó, Tuyên đã là chuyên gia tạo ra những YouTuber nổi tiếng. Và mọi thủ thuật, cách thức làm sao để phát triển kênh YouTube tôi có đủ. Tôi muốn bán kênh YouTube này 120 triệu. Nghĩa là khi bạn mua kênh này, tôi sẽ giúp bạn kiếm được 4.000 giờ xem luôn trong vòng 1 tháng. Và tôi sẽ cho bạn những nội dung video. Thí dụ như tôi đã bỏ ra 120 mấy tỷ để giải cứu thú hoang dã. Bộ dữ liệu video đó của tôi rất là nhiều và độc quyền trên thế giới. Dùng cái đó để phát triển kênh này chắc chắn sẽ thành công. Và bạn phải làm theo hướng của Tuyên. Như tôi đã giúp nhiều người thành công phát triển kênh YouTube, nên cái việc khoe của, khoe khoang cái gì ở trên YouTube đối với Tuyên nó là một cái chuyện rất là bình thường. Những YouTuber khác họ chỉ có một kênh thôi, nên họ phải khoe bằng mọi giá để họ tạo được cái sự ấn tượng, lượt xem, lượt view của các bạn ha. Còn tôi thì không cần làm mấy chuyện xàm đế đó. Và cái kênh YouTube này là bán là 70 triệu nha mọi người. Biết ai mua thì cứ ủng hộ tôi, sẽ có hoa hồng. Tôi sẽ định hướng phát triển kênh, sáng tạo kênh làm sao để đạt được lượt sub, lượt đăng ký nhiều nhất có thể. Như tôi làm về đề tài về trẻ em á, thì là giúp cho mấy em là thoát khỏi bệnh tật, giúp cho mấy em làm tiên cá, để cho mấy em đừng bị người ta cám dỗ vào những điều tiêu cực. Kênh này thì 589 người thì đăng một số kênh lên để bán, là kênh này bán 100 triệu ha. Nên mấy cái YouTuber nổi tiếng Việt Nam, nói thật với các bạn thì tôi đã đi guốc trong bụng họ, bởi vì Tuyên giống như là ông nội của họ vậy đó. Tôi tạo ra họ được mà. Nên mấy chiêu trò thủ thuật của họ này kia là tôi biết hết, tôi rành lắm luôn. Kênh này thì bán 90 triệu nha mọi người. Kênh này thì bật kiếm tiền rồi, bây giờ muốn phát triển kênh này lên cũng rất là dễ. Tôi có thể giúp các bạn trong vòng 1 tháng kiếm được vài ngàn đô từ cái kênh này. Nói chung là tùy theo cái nhu cầu khách hàng, khi mà mua kênh bên Tuyên thì tôi sẽ định hướng luôn phát triển kênh như thế nào, làm sao để kiếm tiền và tạo ra những nội dung tốt, đẹp, thu hút giới trẻ. Tuyên là có fan thật sự, còn mấy YouTuber khác không có fan, nó là toàn là làm ảo, nó nhờ quảng cáo, nhờ báo chí lăng xê mấy cái này mấy cái kia, rồi nhờ cái cộng đồng YouTube của mình mà chơi trong cái nhóm của mình, họ hỗ trợ đẩy tương tác qua lại rồi nói xấu người này người kia. Mấy cái phong trào này đối với Tuyên nó quá là bình thường. Tuyên là ông nội của YouTuber chứ không phải là người bắt đầu chơi YouTuber đó. Thế nên các bạn muốn ủng hộ Tuyên đó thì mua kênh Tuyên giúp cho phát triển kênh, rồi cho Tuyên tiền, Tuyên giải cứu động vật, Tuyên phóng sanh tiếp tục. Tuyên không thích lên mạng hay khoe của hay là cái gì cả, hay là chơi mấy cái chương trình truyền hình này kia để tạo ra sự hấp dẫn với cộng đồng. Mấy cái đó là Tuyên đã tạo ra. Thì mấy cái chiêu trò PR đó Tuyên làm view, làm quảng cáo, làm cái gì cũng được hết. Nhưng Tuyên thích cái sự chân thật của các bạn. Khi các bạn hướng đến video của Tuyên, các bạn coi clip của Tuyên, Tuyên không cần chạy quảng cáo. Mà Tuyên muốn được cái lượt view chân thật từ mọi người. Thế nên tôi nhiều kênh YouTube lắm, nhiều vô kể luôn, toàn là những kênh hot không mà các bạn bất ngờ luôn đó. Rồi, nói chung là như thế, các bạn
Ơi các bạn à, các bạn muốn làm được những điều tốt đẹp, các bạn muốn thể hiện bản thân, các bạn muốn trở thành YouTuber chuyên nghiệp ha, liên hệ Tion. Còn thật sự các bạn mua kênh YouTube từ những cái người khác đi, có bán trên mạng đi, các agency của Tion không đó, mà mua cái đó thì họ không giúp các bạn sáng tạo được cái kênh đâu, họ không biết cách để các bạn xây dựng kênh để thu hút cộng đồng đâu, họ có phải là ông nội của YouTuber như Tion đâu mà làm được như vậy á. Ok các bạn, xin chào các bạn và hẹn gặp lại.